Rồi ok, xin chào các bác nhá. Lại tiếp tục vào một bộ dàn nữa cho chị Thắm ở dưới Lông Cống, Thanh Hóa. Cái bộ dàn này thì anh em chúng em ghép cho chị bao gồm một đôi loa full VA12 phiên Pro với kết hợp với đó một cục đẩy VA2 phiên Pro, một bộ mic VK31 và cuối cùng là một chiếc loa siêu trầm Monster. Với cái bộ dàn này thì trong cái thời gian gần đây thì cũng được khá là nhiều các bác và anh em quan tâm. Với một bộ ngày hôm vừa rồi thì lên lắp đặt trực tiếp cho anh Hiền ở Bắc Giang và cho anh Đại ở dưới Hà Lan đấy, và rất là nhiều những khách hàng khác mà anh em cho em cũng có sẽ có update ở trên kênh YouTube đấy, để các bạn anh em có thể tiện theo dõi cũng như là tham khảo để sao cho nó phù hợp với cái túi tiền cũng như là phù hợp với không gian gia đình nhà mình khi mà chúng ta đang tìm hiểu để có thể mua được cho gia đình nhà mình một bộ dàn âm thanh với cái tiêu chí như là thiết kế nó phải đẹp, nó phải vừa hợp với cả cái không gian, nó vừa hợp với cả cái kệ hay là cái tủ gỗ để tivi gia đình nhà mình. Thứ hai đó là về chất âm thì nó phải phù hợp với cả không gian. Ví dụ không gian bé thì các bạn và nhà chúng ta chơi những bộ dàn nó vừa vải ấy. Còn nếu mà không gian rộng lớn thì chúng ta chơi những bộ dàn mà nó công suất đánh nó mạnh mẽ hơn, nó đem lại cái trải nghiệm nó sẽ tuyệt vời hơn đấy. Và trong quá trình mà các em đang tìm mua, nếu mà đang còn băn khoăn hay là cần hỗ trợ tư vấn thì cũng có thể liên hệ trực tiếp về bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác nhé, để có thể lựa chọn mua cho gia đình nhà mình một bộ dàn ok nhất, ưng ý nhất. Rồi bây giờ thì em sẽ mời các bác anh em đeo tai nghe để cảm nhận cái bộ dàn của chị Thắm ở dưới Lông Cống, Thanh Hóa nha các bác. Một bộ dàn rất là tuyệt vời, và cũng rất là cảm ơn chị Thắm, một người phụ nữ rất là đam mê âm thanh, đã ủng hộ anh em Hòn Long Âm Thanh Số một cái bộ dàn tuyệt vời như thế này. Chúng ta đã được thưởng thức xong cái chất âm đến từ bộ dàn loa full VA12 phiên Pro mà anh em cho em ghép cho chị Thắm ở dưới Lục Cống, Thanh Hóa nha các bác. Và cũng một lần nữa rất là cảm ơn chị Thắm đã tin tưởng cũng như là ủng hộ anh em Hòn Long Âm Thanh Số một cái bộ dàn rất là tuyệt vời nhanh. Các bạn em cần tư vấn về bộ dàn này thì có thể liên hệ trực tiếp về bên em qua hai số hotline cho màn hình, hoặc là để lại số điện thoại bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và anh em nhé. Và hẹn gặp lại các bạn em ở những video clip tiếp theo.